Cần Thơ ký sự 065 mộc VOA đáp ứng yêu cầu của nhiều bạn comment á. Thì kênh mình thì thấy mình làm những cái con nhất TE này ở nhà mình. Con 671 phục vụ cho cái mạng ở nhà thì thấy nhiều bạn lên đây quan tâm tới cái câu này, hỏi rất là nhiều chủ đề ha, nhiều cái câu hỏi liên quan về đảo bắt quật thế nào, bắt quật wifi thế nào ha, chặn địa chỉ mắc rồi cài đặt thời gian thế nào. Thì hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian mà này bạn sắp xếp thời gian, hôm nay mình sẽ làm một cái video trả lời tổng thể một lần các bạn, cho các bạn quan tâm chỉ cái con XTE. Con này thì hợp với gia đình mình sử dụng con này thì cá ngon, XTE của hàng hàng Tàu ha. Thì video này mình sẽ nhắc lại cái cách mà đăng nhập cho nó ha. Muốn đổi bắt quật hay muốn làm tất cả gì trên nó phải vô được cái modem, cái bắt quật để truy cập modem rồi có thiết lập những cái giao diện cơ bản nó về cái kiểm tra kiểm cái cách mà mình kiểm tra truy cập rồi mình đặt tên wifi thế nào, đổi bắt wifi thế nào ha. Rồi, đây là cái password ha, để mà truy cập vô cái con modem. Địa chỉ IP quen thuộc 192.168.1.1. Cái pass đó, các bạn thấy màn hình không? Chữ BASXWKD2A cộng. Đó, các bạn hình như nó không có ghi ở dưới modem nhưng mà bạn biết cái này ha. Thấy cái cuốn hướng dẫn nó có. Đây, mình truy cập cái tài khoản admin bằng cái password đó thì vô bên trong ha. Vô được bên trong này thì đơn giản rồi ha, thì ở đây có cái ở tab, bạn thấy cái tab wallet ha, đây là tab cái tab wkl lan ha. Đó, đây nó có cái chỉnh, cái bình thường là cái manual là cái bình thường các bạn, còn cái chỉnh là cái gọi là cái secret gì đó, đọc đọc cũng khó đọc. Nói chung là nếu mình lít bên đó thì nó sẽ có cái chế độ là bật bật cái thời gian hẹn giờ nào mà cái wifi hoạt động ấy. SSID thì ở đây như là được 8 cái, thì hiện tại mình cái ở nhà mình chỉ mở có hai cái, một cái băng tần 2.4 một cái 5 chấm. Thì các bạn kéo phía dưới mình thấy cái chỗ mà wkl là LAN SSID đó, nó sẵn name mà nó bật bật thì bạn đặt cho đây thôi, đơn giản chả có gì ha. Bạn quan tâm hay cái chữ SSID isolate hiểu nôm na là cách ly. Nếu mà mình đích vô mình chọn on thì cái chỗ SSID cái mục thứ từ trên xuống dưới các bạn, mục thứ tư đó, mình đích chữ on thì nó sẽ cách ly cái mạng wifi với cái mạng LAN mình ha, nghĩa là những người truy cập vô wifi thì sẽ không có quét hay không truy cập được những cái máy tính gắn LAN ha. Cái này thì bạn thấy ở trong cái mấy cửa hàng người ta sử dụng cái này để dành cho khách wifi thì không có truy cập được, không có kiểu kiểu dục phá như mình là vô web mình tìm mình truy cập vô cái máy LAN ở trong ấy. Nó là vậy. Để các bạn xem ở dưới băng tầng 5 chấm thì nó cũng tương tự như 2.4 thôi, chả khác mẹ gì hết ha. Đây đây sao tự nhiên bên mình nó có cái này ta, à, này mình đặt tên à, có một cái bật lên là mình không để ý nữa bạn. Rồi qua cái tab khác bạn, topology đây là cái sơ đồ ha. Thì đây mình nhìn vô lít vô tab thì thấy hiện lên những cái thông tin cơ bản, những cái thiết bị nào đang truy cập mà địa chỉ IP thế nào á, này cũng để mình quan sát thôi. Này liên quan tới cái việc mà mình biết cái thiết bị là truy cập đi, là mình hãy copy được cái này ha, để mình tiến hành mình lọc mask chẳng hạn, mình cho phép truy cập hoặc là chặn truy cập á, thì bạn biết biết cái này mấy này thuộc quá cơ bản rồi bạn ha, ít bên này cứ xem thôi. Đó, chả có gì ha, hiện tại ở trên thì ở đây là cái băng tần 5 chấm. 5 chấm thì các bạn nếu mà sử dụng chuyện down file, up file, bằng sử up load vậy đó, mà sử dụng băng tần 5 chấm thì nó sẽ nhanh hơn 2.4 nhiều ha. Như mình làm YouTube và mình up và sử dụng 5 chấm thì khá nhanh. Nó chỉ có vậy thôi các bạn. Ở đây thì bạn vô đọc mask thì bạn vô firewall ha.
bạn vô chức năng. Rồi, mình kiếm cái nào mà để coi coi. Mask filter, lọc mask đó. Vô đây thì dọc khóa thì hiện tại cái modem nhà mình thì mình vô mình được câu chơi thôi, mình cũng chả làm gì mà nhà mình sử dụng thôi, không phải là cái nhà trọ hay quán cà phê gì đâu, cũng không có nhu cầu chặn này nọ ha. Video này phải kết thúc ở đây, bạn video mình làm cái tổng quan nhìn lại, nhiều bạn quan tâm tới cái này quá. Ở đây nhiều ha, mình để mình định hết chứ mình không có chỉnh hết, vì mình hiện tại mình chỉnh là mình sale là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tri cập của gia đình hiện tại đang sử dụng, có tivi rồi có mấy đứa nhỏ sử dụng nó coi điện thoại. Con này thì khá hay ho mà thấy đầu tư được ha. Đây những cái thông số này.